Tập 16. Tú Anh, đi theo ta. Tú Anh, có thật là muốn đi theo tên ăn mày này không? Hữu Lượng ca, kết quả như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Chú Trùng Bá, ta và ngươi thề không đội trời chung. Ngươi giết thúc phụ giật vợ của ta, kiếp này ta không tha cho ngươi. Hôm nay ta xin thề nặng, ta nhất định quay lại tìm ngươi để trả thù thôi. Đi. Chú Trùng Bá. Đại ca, đại ca, đại đến rồi. Bây giờ đại mới đến hả? Sao không chờ ngày mai đãi tiệc cưới đi chung một thể luôn đi? Đại ca, vậy bây giờ có cần gọi tẩu hay không? Hey, thích gọi sao cũng được thôi mà. Nè, tiếp tục nha. Đừng làm vậy mà, tươi đa. Đại ca của cậu. Ê trời cha. Cha, cha làm sao vậy? Chúng ta phải đi Hào Châu Thành để tìm con rể của cha. Con không đi, mẹ con mới qua đời thôi, con còn mặc đồ tang đó. Con phải thọ tang cho mẹ con. Chuyện thọ tang cho mẹ con để sau này tính, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bây giờ mau chóng đi Hào Châu Thành, nếu như đi trễ á, con rể ngoan của cha sẽ bị người ta giành mất đó nha. Ai giành thì cho giành đi, hắn là một tên ăn mày có hay ho gì đâu. Ê, Chu Trùng Bác của ngày xưa bây giờ không còn ăn mày nữa. Nay cậu ấy là thân tín của Quách Nguyên Soái tại Hào Châu Thành rồi, giả lại còn là tướng lĩnh Quan Phong lẫm lẫm cầm quân giết giặc đó. Cha, chuyện tình cảm phải được sự đồng ý của hai bên. Hắn có ý trung nhân, con cũng đâu có thích hắn. Cha đừng ép hai người phải đến với nhau nữa có được không? Ê, hai người tiếp xúc lâu ngày sẽ có tình cảm thôi mà. Nè con gái à, lần này nhất định phải nghe lời của cha đó. Đi mau, đi mau, đi, đi, mau lên, đi thôi. Ê, cha đi. Mau đặt vào vị trí của nó. Ding 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 ding. Hãy mau qua nhìn xem đi hả? Tao có giống Tân Lan hay không đây? Tất nhiên giống rồi. Hôm nay ai dám nói huynh không giống Tân Lan, kêu tự đạp đánh hắn. Trùng Bá ca, để thật không ngờ ba huynh đệ chúng ta huynh thành hôn sớm nhất đó. Gì chứ, gì mà sớm hả? Từng trải qua biết bao nhiêu sự việc, vừa đánh vừa giành á. Nè, do ta giành Tú Anh về đó, ta không lấy cô ấy ai lấy đi chứ? Đúng vậy đó. Để nghĩ ba chúng ta chỉ là ba tên chăn trâu mà thôi. Chỉ có huynh á là có ước mơ, và ước mơ của huynh đã thành hiện thực, thật sự lấy được 7 nàng tiên. Cho nên ta mới nói làm người là phải có ước mơ, mà đã có ước mơ thì sẽ có tương lai thôi. Tại huynh may mắn đó thôi. Nhớ lại ngày xưa ha, huynh lên đấu võ đài với lực sĩ Trương gì đó, huynh đánh thắng, kêu huynh lấy muội muội của hắn, huynh đâu có chịu. Ê trời ơi, muội muội của hắn đã mập quá cỡ rồi, để có biết hay không vậy? Cái này chính là duyên phận do trời định, không ai có thể cãi lại. Ê Thanh Thanh. Tại sao cô ấy lại lừa gạt? Nè, Thanh Thanh. Sao cô ấy lại làm vậy hả? Thanh Thanh. Mùi đừng có làm vậy, nghe ta nói cái đó. Mùi không muốn nghe gì cả. Mùi biết huynh muốn nói gì. Từ Đạt, mùi không cần huynh thương hại, càng không cần huynh bố thí đâu. Được, ta chỉ nói một câu mà thôi. Thanh Thanh, mùi ở trong thâm tâm của ta mãi mãi là một vị cô nương tốt. Tốt thì có được gì đâu. Trùng Bá ca cũng không bao giờ yêu mùi, huynh ấy không bao giờ lấy mùi. Sự tồn tại của mùi là dư thừa, mùi sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thanh Thanh, muội không nên làm chuyện khờ dại. Muội nhất định phải làm cho huynh ấy hối hận. Muội nhất định phải cho huynh ấy hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Thanh Thanh. Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp lắm. Tất nhiên đẹp rồi, khó khăn lắm mới lấy được người mình thương yêu. Tất nhiên phải tỏ ra tinh thần sảng khoái. Tiểu thơ, có chuyện rồi. Tại sao cô hốt hoảng vậy? Vừa rồi tôi đi mua son phấn cho cô, tôi đã gặp Uông cô nương, cô ấy đòi xuống tóc đó. Hả? Cái gì? Là thật đó, bây giờ cô ấy đang ép sư thái xuống tóc cho cô ấy. Vậy nên làm sao đây? Trùng Bác có biết hay không? Tôi chưa kể cho cô già nghe. Mau đưa tôi đến đó. Đi. Sư thái, tôi xin bà.
Tôi xin bà giúp tôi loại bỏ 3.000 sợi phiền não này để tôi dứt khoát. Cô nương à, cô chưa dứt được Trần Duyên, cô nên cân nhắc lại. Sao lại Trần Duyên chưa dứt? Từ lâu lòng của tôi đã như tro tàn rồi. Xuống tóc phải do am chủ sư thái chủ trì mới được, tôi không đủ tư cách đâu. Sư thái, tôi van xin bà. A Di Đà Phật. Thanh Thanh, sao cô làm như vậy? Mau theo tôi về đi. Mã Tú Anh, cô đến đây làm gì chứ? Tôi hận cô, tôi căm thù cô. Thanh Thanh à, bộ mũi điên rồi hay sao? Đang còn trẻ sao lại xuống tóc chứ? Mũi điên rồi, đúng là mũi điên rồi. Nếu như không có người đàn bà này, người mà huynh lấy là muội, chính ả đã hủy hạnh phúc cả đời của muội. Muội hận ả. Cô có trách thì cứ trách tôi đi. Chuyện này không liên quan cô đâu. Thanh Thanh à, trên đây ta xem muội như là muội muội thôi. Chúng ta có thân tình như máu mủ ruột thịt, nhưng mà không có tình yêu ghi lòng tạc giả gì hết. Ta gạt muội là lỗi của ta, nhưng mà ta đã giải thích với muội rồi. Không cần biết ta và cô ấy có thành hôn không, muội mãi mãi là muội muội thân nhất của ta mà. Hả? Ai thèm làm muội muội của huynh chứ? Muội vốn không thèm làm muội muội của huynh. Tôi hận các người, tôi bắt các người phải hối hận. Ê, Thanh Thanh. Ê, trời ơi, sao lại như vậy chứ? Cô đừng có để ý nha. Cứ Phật yên tĩnh, A Di Đà Phật. Cô không nên để trong lòng làm gì hả? Không có đâu. Vậy chúng ta tiếp tục thành hôn thôi hả? Đi thôi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Không được bái đường. Quách tiên sinh. Quách tiên sinh, ông làm vậy là sao? Trời ơi, làm gì hả? Tôi rờ trán của cậu đó, xem cậu có bị sốt hay không. Tại sao khi không tôi bị sốt làm gì? Cậu không bị sốt hả? Có thật không? Vậy tại sao cậu lại bái đường thành hôn với cô gái khác vậy? Tôi đâu có bái đường thành hôn với cô gái khác đâu. Tôi và Tú Anh bái đường thành hôn mà. Trùng Bác ơi, Trùng Bác. Hả? Cậu quên rồi, cậu suy nghĩ lại đi. Người hôm nay cậu cần lấy rốt cuộc là cô gái nào vậy? Tôi đâu có quên, người mà tôi cần lấy chính là cô ấy đó, hả Tú Anh nè. Cậu bị hồ đồ rồi, cậu hồ đồ rồi. Cha. Hả? Đi về. Đi cái gì mà đi. Hả? Trùng Bác. Cậu nhìn cho kỹ đi, người này mới là con gái tôi đó. Tôi nhớ chứ, Quách cô nương chứ gì. Quách cô nương là vợ của cậu đó. Hả? Ê, hắn nói bậy gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi cũng đang điều tra đây nè. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu không biết chứ gì? Vậy tôi nói cho cậu biết ha. Hả? Mọi người hãy lắng nghe nha. Hôm trước tên Chu Trùng Bác này, ngay trước cửa kho của nhà tôi, đã ôm con gái tôi vào lòng. Trời ơi, còn hôn nhau nữa. Hả? Tai nạn? Chỉ là tai nạn mà thôi đó. Trời ơi. Trùng Bác, cậu quên rồi sao? Hả? Chuyện gì cậu cũng có thể quên, nhưng cậu không nên quên cậu là con rể của Quách gia tôi chứ. Hả? Hả? Lão ca, ông có nhầm lẫn không? Nhà tôi cũng họ Quách đó. Lầm lẫn hả? Sao tôi có thể lầm lẫn được? Mọi người xem, tôi có mang theo hôn thư của họ. Mọi người hãy góp ý xem, để xem Chu Trùng Bác này rốt cuộc có phải con rể của tôi không, hay là nên lấy vị cô nương này. Để tôi coi thử coi. Ôi trời. Ồ, vậy là xong rồi. Ê, trời ơi, do hắn giết thôi, ai giết mà không được chứ. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Hả? Nhất định sẽ kính trọng ả, quý chuộng ả. Lập văn thư này, nếu có làm trái, trời tru đất diệt. Là giả thôi, quan cho tôi mà. Cái này không phải là do tôi giết đâu, tôi xin thề đó. Cậu thiện hoàng của ta ơi, sao cậu lại khiêm tốn vậy? Cậu nhìn tờ giấy xem, do chính tay cậu điểm chỉ mà. Hả? Hôm đó cậu đã uống sai. Cậu còn vui mừng hớn hở nói với tôi sẽ lấy con gái xinh đẹp của tôi về làm vợ. Sao cậu mau quên vậy? Nè. Tại sao chuyện gì tôi cũng nhớ mà lại quên mất chuyện ông vừa mới nói vậy hả? Tại sao? Tất nhiên là cậu quên rồi. Hôm đó cậu đã uống sai như vậy mà, làm sao không quên cho được hả? Chu Trùng Bác,
Muội còn tưởng huynh là người thật thà, nhưng nào ngờ từ lâu huynh đã là một kẻ ma giáo như vậy. Huynh ra ngoài đời trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Tôi thật ra tôi rất muốn giải thích đó, nhưng mà tôi thật sự không thể giải thích được. Vậy tại sao họ tìm đến đây chứ? Làm sao tôi biết được chứ? Ôi trời Tú Anh à, Tú Anh đừng bỏ đi mà. Tú Anh à, con trẻ ngoan của ta đừng bỏ đi. Trời ơi, Quách tiên sinh à, ông đừng có đeo bám tôi nữa có được không vậy? Ông làm hỏng hôn lễ của tôi rồi đó, có lợi ích gì cho ông hay không đây? Ê trời ơi, hôm nay được làm tân lang quả nhiên có khác đó nha. Huynh mặc bộ đồ lễ phục này lên người đúng là khá tuấn tú, cốc ghẻ cũng trở thành con ếch rồi. Cô vừa nói gì đó? Ý tôi nói huynh mới đây trở mặt không nhìn người rồi. Trên hôn thư đó đã có điểm chỉ của huynh rồi, tại sao mới đây đã đổi lòng vậy? Nè, cô đừng quậy phá nữa nha. Hạnh phúc cả đời của tôi đều đặt cược ở chỗ cô đó nha. Cô mau làm chứng giùm tôi đi. Tôi không làm chứng cho huynh đâu. Nè, nếu cô thật sự không chịu giúp tôi, cuộc hôn nhân của tôi sẽ bị hủy đó. Nguyên soái, thì ra đây là Quách Băng Tiên lừng danh một cõi à? Đúng vậy. Không dám nhận. Nhưng mà một người bấm quẻ coi bói như tôi, trong phạm vi mấy trăm dặm, tôi dám nói là không thua ai hết. Từ lâu đã nghe đại danh của Quách Băng Tiên, không ngờ hôm nay lại có duyên có thể gặp mặt ngay trong phủ. Hôm nay tôi đến đây chính là để tìm con rể quý của tôi. Ây, đó trời ơi, nếu như kéo dài như vậy tôi nghĩ cũng không phải là cách hay. Mọi người đến dự lễ phải nhịn đói và không được uống rượu mừng, đây mới là tội lỗi. Nếu như Trùng Bác và con gái ông có hôn ước, vậy cho phép tôi làm chủ giải quyết ngay, lấy cả hai cô một lúc, hai cuộc hôn nhân tổ chức trong một lần. Làm chung hả? Ê nè Nguyên Soái à, sao ngài lại hào tình ngàn trượng vậy? Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Nếu cho Tú Anh nghe tin đó nha, khẳng định cô ấy sẽ lấy mạng tôi đó. Trùng Bác, làm người phải giữ lời hứa. Nay cậu đã ký hôn thư với Quách cô nương đây, thì cậu phải làm tròn, thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không người ta sẽ chửi sau lưng cậu, sau này làm sao cậu có thể cầm quân giết giặc. Tiểu Chiêu. Dạ. Đi mời tiểu thư đến đây. Dạ. Để qua giờ lành bái đường là không nên đâu. Dạ. Tiểu thơ, tôi không đi. Tiểu thơ à, tên chú trụ bác khốn kiếp, nếu như có gan ký hôn thư thì cứ lấy cô gái khác làm vợ cho rồi. Tại cô gia uống say cho nên mới ký thôi. Lâu nay cậu ấy đã hối hận vì phạm sai lầm, hãy tha cho cậu ấy đi. Hối hận? Tôi cho huynh ấy đào đến đứt ruột. Nếu như mà tôi bị đứt ruột á, cô sẽ đau lòng đó, cô sẽ rơi lệ. Rốt cuộc người phải chịu đau là cô đó. Ai đau lòng, ai rơi lệ? Tôi sai rồi. Cô cứ đánh tôi đi, cứ phạt tôi đi, tôi sẽ không than phiền đâu. Con người của huynh á, da dày như vậy, đã mặc chỗ lông gà này có được gì đâu. Hả? Vậy cô có thể chọn 118 loại hình cụ đó. Hả? Huynh tưởng mùi khờ sao? Mùi phải chịu mỏi tay vì phu nhân của người ta kìa. Vợ ơi, giờ đừng bỏ ta mà. Nàng hãy cùng ta vượt qua khó khăn lần này đi. Cô gái vừa rồi cũng là mỹ nhân vậy, đâu có thua kém mùi. Nhưng ta chỉ chấp nhận nàng làm vợ ta thôi. Nè, hữu uy tín đó, chỉ cần nàng cùng ta vượt qua khó khăn này, nàng muốn gì cũng được ha. Mùi cho huynh hay, mùi sẽ nhường chỗ cho hai người. Nàng đừng đi, nàng đừng có đi, đừng bỏ ta đi mà. Nếu có đi thì bỏ ta vào tay nải của nàng đi. Chú Trùng Bác, huynh hãy nghe cho rõ đi, muội không phải đội cứu quả đâu. Hôm nay thì U Thanh Thanh, ngày mai đến lượt Quách Ngọc Đình, huynh không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt, những gì huynh gây ra tự giải quyết đi. Huynh đừng đánh thêm muội. Thật ra ta không muốn lấy cô nương đó đâu mà, nàng biết không, miệng của Quách cô nương đó còn độc hơn cả nàng luôn đó. Huynh vừa nói cái gì? Nhẹ tay thôi chứ. Ôi trời. Trùng Bác. Nguyên soái. Nguyên soái, sao giờ này chưa thấy cậu qua? Trời ơi, tôi không thể thuyết phục được Tú Anh. Hay là như vậy nha, cho tôi và Tú Anh bỏ trốn đi. Tôi thấy tên Quách Sơn Phủ đó không phải là người tốt lành gì hết á, có lẽ không phiền phức bằng Trần Hữu Lượng thôi. Nói vậy mà nghe được sao? Nếu cậu bỏ trốn, sau này mặt mũi đâu mà trở về Hào Châu Thành? Ồ, cậu phụ lòng Quách cô nương và còn tự làm mất mặt mình nữa. Không chỉ có riêng cậu, sau này chính ta cũng bị thiên hạ chê cười. Vậy tôi nên làm sao đây chứ? Lấy thì không được, không lấy cũng không được luôn. Tú Anh à, đây là bài học đầu tiên mà con làm vợ người ta. Trùng Bác có thể qua được ải này không, phải trông cậy vào con. Còn nữa, nghĩa phụ cũng có ý định giữ lại tên Quách Sơn Phủ này làm mưu sĩ. Ừ.
Ta sai rồi. Ta sẽ nghe lời của nàng. Nàng hãy nói một lời đi. Nàng kêu ta lấy thì ta lấy, nàng không cho ta lấy thì ta không lấy. Nếu như nàng định bỏ trốn thì bỏ ta vào bao luôn đi. Trùng Bác. Hả? Giờ có chuyện gì căn dặn vậy? Ra bái đường đi. Có thật không vậy? Nàng, chẳng lẽ nàng không thương ta nữa? Sao nói vậy? Vậy tại sao nàng nhường ta cho người khác vậy? Hả? Mụi đang nghĩ lời của nghĩa phụ mụi vẫn phải nghe, cho nên huynh hãy lấy cả hai người. Hả? Lấy cả hai? Nghĩa phụ mụi có cách tính của ông ấy, mụi có cách tính của mụi. Nếu như huynh muốn trụ vững tại đất Hào Châu này, ngoài thân phận làm con rể của nguyên soái ra, huynh còn phải có quan hệ rộng rãi với người khác nữa, có biết không? Tuy tay Quách sư phụ đó là tay thầy bói tung hoành Nam Bắc, nhưng mà hắn quen biết rất nhiều người trong giới Tam giáo cửu lưu. Tại miền Bắc An Huy, ông ấy có quan hệ gốc gác rất rộng. Nếu như sau này huynh cần chinh binh, huynh cần mưu sách, đều cần đến hắn. Nếu như hắn không có đến chút bản lĩnh, mọi nghĩa chính nghĩa phụ cũng không dễ gì chấp nhận cha con họ đâu. Bây giờ ông ấy cố chấp đòi giữ lại Quách Bán Tiên. Nếu làm như vậy sẽ hẹp hòi cho nàng lắm đó. Thiệt thòi một chút thì có sao đâu. Sau khi thành hôn, chúng ta không thể giận hờn nhau như con nít vậy. Quynh phải thành tựu cơ nghiệp, không lý nào muội không giúp Quynh. Tu Anh còn đến rồi à? Nghĩa phụ, con nghĩ kỹ rồi. Tu Anh còn hiểu thấu chưa? Nếu như con gái Quách tiên sinh Ngọc Đình cô nương có hôn thư với Trùng Bác đây, vậy con cứ cố ngăn cản cũng không nên. Giả lại có cô gái khác thương yêu Trùng Bác, nói rõ Trùng Bác có sức thu hút không kém. Con có thể nghĩ như vậy là tốt. Ngọc Đình, mau thay trang phục khác đi. Cô mặc đồ màu trắng là không nên. Tiểu Chiêu, vào phòng của tôi lấy một bộ đồ màu đỏ cho Quách cô nương thay vào đi. Ê, khoan. Cô nương à, trong hôn thư ghi rõ từng chi tiết, con gái tôi là chính thất đó. Cô nương à, vậy phiền cô làm nhị phòng ha. Nếu như tôi đã bị cha tôi ép buộc đến đây, kêu tôi ở lại tôi không có ý kiến. Kêu tôi lấy Chu Trùng Bác tôi cũng không có vấn đề. Nhưng mà theo thứ tự về danh phận tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Trong hôn thư giấy trắng mực đen có ghi rõ. Chuyện bái đường chỉ là một nghi thức thôi. Nếu như chiếu theo hôn thư, tôi làm lớn, cô làm bé. Tranh giành như vậy là không nên. Để Chu Trùng Bác làm chủ đi. Ê, trời ơi, như vậy là tốt nhất rồi. Thành thật đa tạ nguyên soái nha, cho tôi cơ hội đưa ra quyết định này á. Cậu còn lẩm bẩm gì nữa, mà quyết định đi. Vậy nếu ngài cho tôi quyền chọn lựa, quyết định của tôi là không cần phải do dự, tất nhiên là... Tất nhiên là Tú Anh rồi, có phải vậy không hả? Vậy được rồi. Hôm nay là ngày vui của Trùng Bác, còn ta đây cũng không có món quà đặc biệt gì. Đã nhờ người ta gói cho nó 8 chữ, muốn sửa cái tên khác cho nó. Trùng Bác, Trùng Bác, gọi như vậy khó nghe lắm. Trùng Bác xuất thân từ gia đình nghèo khó, quân nguyên chạ đạp bá tánh chúng ta, kể cả một cái tên đa dạng một chút cũng không dám đặt. Hôm nay ta nhất định phải đặt cho nó một cái tên đàng hoàng, để sau này cậu ấy làm người cho đàng hoàng. À, khoan đã. Hôm nay tôi cũng vì con rể quý tôi Trùng Bác mà chuẩn bị một món quà đặc biệt. Nguyên soái à, chúng ta có duyên lắm. Tại sao lại có cách nghĩ như nhau vậy? Ngài xem, tôi đã khắc cho cậu ấy một con dấu. Tên của cậu ấy được khắc rõ trên con dấu này đây. Ông đã đặt tên gì cho cậu ấy? Tên mà tôi đặt cho cậu ấy là Chu Nguyên Chương. Hey, trùng hợp quá. Tên mà ta đặt cho Trùng Bác cũng là Nguyên Chương. Hả? Chương, phần trên chữ khuê bị cắt bỏ một góc như chưa? Cây dao găm sắc bén. Ta hy vọng sau này Nguyên Chương y như cây dao găm sắc bén, đâm vào tim quân Nguyên. Có nghe thấy không? Chàng nghe không? Hai vị lão trưởng nhân của chàng đã sắp xếp cho chàng cả tương lai sáng chói, không đến lượt chàng không tin. Thôi được, vậy từ nay về sau tôi sẽ lấy tên Chu Nguyên Chương. Đúng, tên Chu Nguyên Chương
Nguyên Chương. Gọi thêm lần Nguyên nữa coi Chương. Lần nữa đi mà. Nguyên Chương. À, trời ơi. Tinh 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 tinh. Ý, Nguyên Chương. Ý, nhà phụ đại nhân, cha chưa ngủ sao? Ê, trời ơi. Hả? Con uống sai rồi sao? Cha nhìn con có giống uống sai không chứ? Hôm nay nha, lẽ ra cha không muốn quấy rầy con. À, không sao không sao. Nhưng mà sau khi cha bói được một quẻ, cảm thấy không có ổn. Sao lại không ổn? Tại vì con là con rể của ta. Tất nhiên rồi. Cho nên ta đến nhắc nhở con. Nhắc nhở con chuyện gì? Nhà phụ đại nhân cứ nói thẳng cho rồi đi. Vậy cha cho con biết nha. Nhìn theo hướng kia. Bầu trời của phòng bên đó đó sẽ có ánh hào quang. Ê, chỉ có ta biết thôi nha. Con đi theo hướng đó có tương lai sáng chói. Nếu như con không đi không có tốt đâu. Đi theo hướng tây sẽ có tương lai sáng chói hả? Nếu như con không đi thì không tốt cho con hả? Đúng có đúng không? Con nói đúng lắm đó. Nhà phụ đại nhân thật hay giả đây hả? Tất nhiên là thật rồi. Con là con rể của cha, chẳng lẽ cha lại hại con sao? Được. Vậy con sẽ ghi mãi trong lòng hả? Đi theo hướng tây con sẽ làm giàu. Được rồi, con nhớ rồi. Vậy con vô tìm Tú Anh sau đó tới hướng tây ha. Hả? Đi sai hướng rồi, đi theo hướng tây kìa. Đi tìm Tú Anh đã. Đừng mà. Sao con lại đi theo hướng này, đi theo hướng kia kìa. Không, con phải đi tìm Tú Anh trước đã. Tại sao con lại đi lộn hướng vậy? Vừa rồi ta nói với con á, đi theo hướng tây đi. Đi theo hướng tây cái gì chứ? Đúng vậy. Rồi, con đi tìm Tú Anh đi. Trời ơi, con làm gì vậy? Con cứ đòi. Trời ơi, rắc rối quá đi. Trời ơi. Tiểu Thơ à, cái áo này ngắn quá đó, không thể che hết được, bây giờ tính sao? Không che được thì đừng che, sao cứ phải che lại vậy? Nhưng mà chân của Tiểu Thơ bự thật đó. Chân bự thì sao? Trời xanh như vậy có ai thay đổi được? Vậy cũng đúng. Giả lại có một câu nói như vậy cô từng nghe qua chưa? Là câu gì vậy? Là chân bự đi khắp nơi. Ê, hình như là không đúng đâu, phải là miệng rộng ăn khắp nơi chứ. Chân bự đi khắp nơi. Cô đúng là nhiều chuyện. Tiểu thơ. Tại sao vẫn chưa có cô gia vào đây? Ý, sao các cô còn đứng đây làm gì? Dạ hầu hạ tiểu thơ. Hầu hạ tôi làm gì chứ? Mau đi tìm cô gia đi. Tiểu thơ, cô kêu chúng tôi đi hầu hạ cô gia sao? Trời ơi, sao mấy cô ngốc quá vậy? Kêu mấy cô đi xem thử huynh ấy có đang ở trong đó hay không mà. Nếu cậu ấy đang ở bên đó, như vậy tính làm sao? Vậy cô kéo huynh ấy về đây cho tôi. Tiểu thơ, chúng nô tỳ không có bản lĩnh đó đâu. Vậy bổn tiểu thư không xuất giá đâu. Hả? Tiểu thơ. Tôi biết là cô nôn nóng sớm được cùng cô gia có đôi có cặp với nhau, nhưng mà cô cũng không nên quá nôn nóng như vậy. Tôi đi tìm cha tôi. Tiểu thơ. Cô gia đến rồi, tiểu thơ. Ngồi thẳng lưng lên. Cô gia vào động phòng, thưởng tiền cho nô tỳ đi. Đúng. Thưởng à. Tiểu Chiêu, cô mau ra ngoài đi. Dạ, thôi được. Chàng mau dán lên giùm thiếp đi. Thôi khỏi đi. Wow. Phải rồi. Hôm nay đúng là lương duyên trời ban đó. Đêm động phòng qua chút. Chân bự của nàng. Ta nói đẹp lắm. Đẹp lắm luôn đó. Ây trời ơi, thật ra thì nàng không cần mắc cỡ. Nàng làm như vậy ta không quen đâu. Thật ra chàng có thật lòng thương thiếp không? Tất nhiên thật lòng rồi. Ta cho nàng xem, sau này á, hàng đêm đó nha, ta phải ôm nàng để ngủ đó.
Thật sao? Tất nhiên rồi. Hay là chúng ta làm như thường ngày vậy, trò chuyện với nhau. Thôi được, trò chuyện với nhau. À đúng, nói gì vậy hả? Đúng rồi. Nói cái gì đây? Nàng đẹp lắm. Bây giờ chàng mới phát hiện hả? Ta phát hiện từ lâu rồi. Phát hiện từ lâu rồi, vậy sao chàng bắt thiết phải hỏi mới trả lời? Ôi trời ơi, ta đáng chết, ta đáng chết. Đừng sợ. Tối nay ta sẽ bù đắp cho nàng ha. Nè. Ta nói nàng xinh đẹp là thật đó. Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ thăm dò được rồi. Người đâu? Qua phòng bên đó rồi. Cũng là đem động phòng qua chút đó tiểu thư. Hay cho tình Chu Nguyên Chương đó. Người cứ vui đi. Ta nghĩ người vui chưa hết hôm nay sẽ không còn ngày mai nữa đâu. Ta nhất định phải giết người. Đi, đi lấy cây bảo kiếm của bổn tiểu thư đến đây. Tiểu thư, đừng không, mà, nên. Không nên. Đừng cứ động. Trời, tại sao vậy? Trùng Bác. Vừa rồi uống rượu xong chàng đi đâu vậy? Ê, còn gọi ta bằng Trùng Bác sao? Chẳng phải vừa rồi nguyên số đặt tên cho ta sao? Nguyên Chương Tự Quốc Thụy đó. Nguyên Chương Quốc Thụy. Chu Nguyên Chương, Chu Quốc Thụy. Đúng vậy. Nghe nó ngộ quá ha. Ê, có thể nói là khó nghe đó. Nhưng mà nghĩa phụ nói rồi. Cái tên đó may mắn, khí thế, có tương lai. Có thật không? Đúng vậy. Vậy nàng gọi thử xem. Nguyên Chương. Hay lắm đó. Nguyên Chương. Nghe hay vô cùng luôn. Không được cắt ngang. Vừa rồi chàng đi đâu? Đi đâu? Có đi đâu đâu. Chàng vào phòng của ả chứ gì? Nàng nói. Đúng. Vào phòng Ngọc Đình chứ gì. Tất nhiên là không có rồi. Tiệc rượu vừa tàn xong ta trực tiếp tới đây tìm nàng luôn. Tại ta nhớ nàng quá trời luôn. Thật sao? Tất cả là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nếu như nàng không tin, nàng có thể hỏi những người dự tiệc đó, họ đều có thể làm chứng. Đừng có để ý tới họ, ta tiếp tục đi ha. Thiếp không có tâm trạng. Hả? Không được. Chàng nghĩ xem tại sao chuyện lại như vậy. Thiếp chịu nhiều vất vả, khó khăn lắm mới cùng chàng bái được thành thân. Nào ngờ giữa chừng lại có thêm một người nữa. Bích Ngọc Đinh. Lỗi của chàng. Đã uống rượu làm gì giờ đến điểm chỉ vào hôn thư của người ta vậy mà không biết gì. Ta uống sai gây sự cố đâu phải lần đầu tiên đâu mà. Nhưng mà nàng đừng có giận ta nữa. Lỗi cho ta đó. Thiếp biết chàng không phải cố ý đâu. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà hôm nay thiếp phải đưa ra ba quy định. Nàng cứ nói đi. Sau này trong gia đình này bất cứ chuyện gì cũng do thiếp làm chủ. Tất nhiên rồi. Thiếp là lão đại. Lão đại. Còn nữa, chàng không được thay mặt đổi lòng. Còn nữa, lúc nào chàng cũng phải nghĩ đến thiếp. Khoan. Chẳng phải chỉ có ba quy định thôi sao? Vừa rồi nàng đưa bao nhiêu là quy định luôn đó. Thiếp quên nói chàng biết. Sau này thiếp sẽ dùng quy định áp đặt chàng. Ôi trời ơi, ta đang chờ điều đó đây nè. Rốt cuộc chúng ta đến với nhau rồi. Là đây. Là tiếng gì vậy? Có lẽ tiếng mèo quang á. Mèo quang? Ở đây làm gì có mèo quang? Trời ơi, ai mà biết đâu. Thiếp phải coi cho biết. Thiếp không chịu, thiếp phải nhìn thấy nó. Nè, không nên làm vậy. Tại sao vậy? Nếu như ta đoán không lầm, người đứng ngoài kia là Quách Tiên Sinh đó. Quách Tiên Sinh? Phải. Quách Tiên Sinh có sở thích nghe lén sao? Ây trời, không phải đâu. Vừa rồi lúc ta đến đây có gặp ông ta. Ông ta nói với ta, tối nay ở hướng Tây bầu trời sẽ có ánh hào quang. Ông ấy nói nếu như ta đi theo hướng đó có thể thành tựu đại nghiệp đó. Hào quang hướng Tây. Vậy là hướng của con gái ông ấy đúng không? Chính là chỗ đó đó. Biết ngay là ông ấy nói dối rồi. Ông ấy muốn gạ tao qua bên đó để đồng phòng với Ngọc Đình đó, cho nên mới bịa ra chuyện này. Tao không tin ông ấy đâu. Không phải. Hả? Ri thiếp lại cho rằng
Thà tin là có còn hơn là làm đại. Nói như vậy chẳng lẽ ta được làm hoàng đế hay sao? Ôi, nhỏ tí thôi. Ê, trước khi chàng được làm hoàng đế anh nói phải cẩn ta thật thận. Sự được làm hoàng đế hả? Tất nhiên rồi. Như vậy nàng cũng tin nữa. Ôi, thiệt là. Thật ra người ta nghĩ như vậy nè. Thật ra thiếp cảm hả? Thấy Quách tiên sinh có ơn với chàng. Ờ đúng. Phải tri ơn đồ báo. Ừ, ta sẽ ghi nhớ. Nhưng mà hôm nay không nhắc, ngày mai nói sao đi. Mau lên. Không. Hôm nay mới là quan trọng nhất. Đừng có làm vậy. Tối nay chàng qua phòng của Ngọc Đình ngủ một đêm đi. Đi mau. Ôi, ta không chịu đâu nha. Ta phải ở đây với nàng đó. Những điều quy định mà thiếp vừa nói với chàng đâu. Ê nè, mới nói thôi mà đã thực thi liền rồi hay sao? Ý chàng thế nào? Ôi. Cha, sao cha lại gả đứa con gái xinh đẹp như Hoa này cho tên khốn kiếp đó vậy? Ta không cần tên khốn kiếp đó, nhưng ta cũng không thể chịu đựng nỗi uất ức này. Ngày mai nếu không thủ tiêu tên khốn kiếp đó, con sẽ chết ngay trước mặt cha. Tiểu thư, không được đâu, nô tỳ sẽ thay cô đi tìm cô gia. Sau khi thành hôn, thời gian sau này của chúng ta vẫn còn dài, thiếp đâu có chạy trốn. Ờ. Hay giả lại nha, người xưa nói rất hay, kiến đại công du thiên hạ giả, tức tu y quê môn chi nội. Lão đại, nàng vừa mới nói cái gì vậy? Đó là trong nhà đã có hiền thê rồi, y như thiếp vậy. Ờ. Chàng phải nghe lời. Ờ. Ôi trời ơi, sau khi nghe nàng nói như vậy, ta nhất định phải đến đó. Ước gì ta có thể lập tức bay đến đó luôn đó. Chàng vừa nói gì vậy? Gạt nàng thôi, ta nghĩ ta nói như vậy nàng có thể hài lòng hơn. Thật ra trong thâm tâm ta không cam tâm tình nguyện chút nào. Không cần tiễn đâu. Nguyên chương. Tiểu thơ, ngay trong đêm tân hôn tại sao đuổi cô gia đi vậy? Tiểu thơ, cô gia đến rồi. Cô gia đến rồi. Qua đây. Tiểu thơ. Tiểu thơ, cô nhớ nha, đừng có giận lẫy nữa. Cô gia. Ồ. Hay cho tên Chu Nguyên Chương, ngươi xem Quách Ngọc Đình ta chẳng ra gì. Trời mưa hả? Thì ra là nàng hả? Đúng là ta đang khát đó, đưa đây. Ấy. Chàng tự rót đi. Tân nương rót trà cho tân lang chứ. Trong đêm động phòng qua chút, chàng bỏ rơi thiếp ở đây một mình, vậy là sao hả? Nàng cũng biết là đêm động phòng qua chút hả? Không ai đối xử với phu quân như vậy đâu. Bao nhiêu đó còn quá nhẹ, thiếp coi sau này chàng còn dám ăn hiếp thiếp nữa hay không. Ôi trời ơi, nàng ta. Sao hả? Chàng muốn đánh thiếp hả? Đánh đi. Được, nàng kêu ta đánh đó nha. Nguyên Chương à.
chuyện trong gia đình, cuộc sống vất vả của chúng ta còn ở sau này, cuộc sống sung sướng cũng ở sau này. Chuyện trong gia đình, chuyện của vợ con, chàng phải xử lý tốt mới có thể xây cơ đồ và an thiên hạ. Không dám chứ gì nè. Đánh đi, đánh đi, đánh chỗ này nè. Ai muốn đánh nào còn nào chứ. Ta chỉ muốn tự cân bản thân mình xem nặng bao nhiêu cân thôi. Ồ, giờ này ăn hơi nhiều, cần phải giảm cân ngay. Biết chắc chàng không dám rồi. Đi ngủ. Mùi gì vậy? Hả? Có mùi sao? Đâu có gì đâu. Ê, trời ơi chàng. Sao không rửa chân trước khi ngủ vậy? Hả? Ê nè, hôm nay không phải ngày rửa chân đâu nha. Ba ngày mới rửa một lần mà. Hả? Ba ngày mới rửa một lần? Không được, chàng lập tức đi rửa chân cho thiếp. Thì nàng lấy nước cho ta rửa chân đi. Sao thiếp phải đi lấy nước cho chàng rửa chân? Nàng là phu nhân của ta, lấy nước cho phu quân rửa chân là lẽ đương nhiên thôi mà. Chàng tưởng thiếp muốn lấy chàng lắm sao? Nếu không phải cha thiếp ép, thiếp không thèm lấy chàng đâu. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nàng chưa nghe câu này sao? Chàng là chó hả? Ta là người đó. Chàng có rửa chân không? Ta không rửa, ta thích nhất là mùi cá mắm này đó, không có nó ta không ngủ được đâu. Chàng đi rửa chân cho thiếp, nếu không thì xéo ra ngoài đi. Câu này do nàng nói đó nha. Là thiếp nói thì sao? Được, ta nghe lời của nàng, ta xéo ra ngoài liền đi. Hả? Xéo nè. Xéo nè. Xéo nè, ngủ ngon nha. Thanh Thanh, hôm nay là ngày vui của Trùng Bát Ca. Ta hiểu chứ, chắc trong lòng của muội xót xa lắm. Nhưng mà trời đã tối vậy rồi, muội là một vị cô nương, có thể đi đâu được. Từ Đạt, chuyện của muội đây không cần huynh quan tâm. Chuyện của người khác ta không quản, nhưng mà cô Uông Thanh Thanh muội ta nhất định phải quản. Ta biết rõ, từ hồi chúng ta còn nhỏ, trong lòng muội chỉ có Trùng Bát Ca. Muội khóc vì huynh ấy, cười vì huynh ấy, chấp nhận chết vì huynh ấy. Nhưng rõ ràng muội cũng biết trong thâm tâm của huynh ấy chỉ xem muội như là muội muội thôi. Tại sao muội còn làm khó bản thân mình chứ? Muội đã nói rồi, chuyện của muội không cần huynh quan tâm. Huynh đừng nói những lời như vậy nữa. Ta cứ nói đó. Vậy thì đó sao? Thanh Thanh, nay Trùng Bát Ca đã thành hôn rồi, huynh ấy mong muội được sống hạnh phúc. Huynh ấy chỉ xem muội như là muội muội. Tại sao muội không thể quên những chuyện đó đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về muội? Muội có biết hay không? Từ xưa tới giờ ta có một ước mơ lớn nhất, đó là hy vọng có một ngày được lấy muội làm vợ. Ta vì có thể xứng với muội. Bao nhiêu năm qua ta siêng năng học hành, siêng năng tập võ, chính là có hy vọng một ngày Từ Đạt ta có thể công thành danh toại, tự hào đứng ngay trước mặt của Uông Thanh Thanh muội, lớn tiếng nói với muội rằng: Uông Thanh Thanh, ta yêu nàng, ta phải lấy được nàng. Thanh Thanh à, cho ta chăm sóc muội suốt đời đi, được không? Từ Đạt, hôm nay muội vô cùng cảm tạ lời thật lòng của huynh. Nhưng mà từ xưa đến nay, muội đều coi huynh như là người bạn thân nhất của muội. Cả đời này, chúng ta đều là bạn tốt nhất, có được không? Khoan đã. Muội đòi đi, ta sẽ đi chung với muội. Chân trời góc biển ta đỡ bên cạnh muội. Muội muốn được yên tĩnh một mình, huynh đừng đi theo muội. Vậy là ta không nằm mơ rồi, rốt cuộc nàng đã trở thành phu nhân của Chu Nguyên Chương rồi. Đúng vậy, rốt cuộc thì chúng ta có thể đến với nhau rồi. Chờ một lát. Hả? Lại gì nữa? Chẳng phải vừa rồi chàng đã qua phòng của Ngọc Đình sao? Tại sao chàng lại quay về? Ta nhớ nàng đó, ta thấy nhớ nàng cho nên phải quay về liền lại đây. Chàng nên nói thật thì hơn. Chê chân của ta hôi, cho nên đuổi ta ra khỏi phòng thôi. Chàng hôi chân sao? Chẳng lẽ nàng cũng muốn đuổi ta đi luôn hả? Tất nhiên không phải rồi. Thiếp rất thích đàn ông hôi chân đó. Như vậy quá tốt rồi. Nàng thích thì tốt rồi đó. Thích thì quá tốt rồi. Qua đây. Chàng mau rửa chân trước đi. Thiếp đi lấy nước cho chàng. Rửa sạch cũng tốt mà. Ui.
Thôi được rồi, để ta tự rửa đi. Đừng mà. Ừ, trời. Đôi chân hôi như vậy, sau này hàng đêm tiếp đều rửa chân cho chàng, đồng thời không cho phép ai đụng vào đôi chân của chàng. Thiếp sẽ bao dung tất cả vì chàng. Tốt. Chuyện này cũng phải ghi rõ trong ba điều quy định của chúng ta. Tốt thôi, ta không phản đối đâu. Ôi, dễ chịu quá. Quá dễ chịu luôn. Ôi, đã gì đâu. Chân của chàng đúng là quá hôi luôn đó. Có thật là hôi lắm không vậy? Vậy đừng có rửa nữa. Không được, thế phải rửa. Trời ơi, dễ chịu gì đâu. Trời ơi. Trời, trên đây ta thật không ngờ vì đại tiểu thơ như nàng ngang nhiên hạ mình rửa chân cho ta. Nguyên chương tôi đâu có đức năng gì đâu, nhưng mà ta sẽ ghi nhớ, cho dù sau này ta ở đâu hay làm gì đi nữa, nàng mãi mãi là phu nhân tốt nhất của chu Nguyên chương ta đó. Thật ra thiếp không thật sự hy vọng chàng vinh hoa phú quý. Thiếp thật sự chỉ cầu mong chàng được khỏe mạnh, bình an. Sau đó thiếp phải nhìn thấy chàng sống đến rất già, rất già. Tôi đừng rửa nữa. Tại sao vậy? Chúng ta rửa chung đi. Này. Không cần đâu. Nàng chơi chân ta hôi phải không? Không phải. Vậy tại sao lại từ chối? Thiếp chân bự lắm. Đâu phải là ta chưa từng thấy chân bự của nàng đâu. Qua đây. Đừng mà. Đưa chân đây. Ta đã không bự như ta nghĩ đâu. Sợ cái gì? Nè, bỏ vô thau đi. Nè. Sau khi bỏ chân của nàng vào, ta đâu còn chỗ để bỏ chân ta nữa. Chân thiếp đâu có bự dữ vậy. Ta nói đùa thôi. Mau lên. Được rồi. Chúng ta rửa chung. Được rồi, chúng ta rửa chung ha. Đúng là quá hôi rồi.